Ơi chân trời rộng mở, mang theo truyền thống những ngày qua, còn đó niềm tin chân lý rằng người bước tiến chặng đường ông cha, ta lại dệt gấm hoa cho những chân trời mới, bao nhiêu nồng nàn khát khao nào bạn ơi. Và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý đại biểu cùng toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và lễ trao giải Doanh nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2016. Chương trình do Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quay Palace. Chúng tôi xin phép gửi đến tất cả quý vị, các anh chị và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương Việt Nam
giao nhiệm vụ xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Kỷ niệm sự kiện đáng nhớ ấy, năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chọn ngày 13 tháng 10 là ngày doanh nhân Việt Nam nhằm phát huy truyền thống và khẳng định vị trí của doanh nhân Việt Nam trong cộng đồng xã hội, đồng thời động viên các tầng lớp xã hội góp sức xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nhân, trong đó có đông đảo các doanh nhân trẻ, đã nỗ lực từng ngày cho sự phát triển của thành phố và đất nước. Chương trình kỷ niệm và trao giải doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là dịp để các doanh nhân trẻ tự hào về những đóng góp của mình cho cộng đồng và khẳng định truyền thống của doanh nhân Việt Nam trải dài cùng mọi thăng trầm của đất nước trong những năm qua. Ban tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và lễ trao giải doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2016 vinh hạnh được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của anh Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của anh Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của anh Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của anh Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cũng xin được trân trọng đón tiếp các đồng chí lãnh đạo các ban của Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố, đại diện các hiệp hội, các hội ngành nghề, câu lạc bộ doanh nhân, các anh chị là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ thành phố, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí cùng các anh chị doanh nhân, hội viên. Một lần nữa nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu, các anh chị và các bạn về tham dự chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, sau đây xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các vị lãnh đạo Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo Sở ngành Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị cơ quan báo chí truyền thông và thưa các anh chị doanh nhân quý mến. Cho phép tôi lời đầu tiên thay mặt Ban tổ chức, thay mặt Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thường trực tổ chức sự kiện, xin gửi đến lời chào trân trọng nhất, lời cảm ơn sâu sắc cho sự hiện diện quý báu của quý vị tại chương trình tự hào doanh nhân trẻ và lễ trao giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh 2016 đêm hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, trong không khí hân hoan chào mừng 60 năm kỷ niệm ngày truyền thống thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2016, chào mừng 12 năm thành lập Ngày Doanh nhân Việt Nam kỷ niệm ngày 13 tháng 10 2004, 13 tháng 10 2016. Đêm nay chúng ta cùng ngồi lại đây chung vui với các doanh nhân và đội ngũ doanh nhân trẻ nói chung và doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Thưa quý vị, chủ đề chương trình với tên gọi Tự hào doanh nhân trẻ thể hiện một thông điệp đầy vinh dự và khát khao của đội cống hiến của những người trẻ tuổi công dân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 22 năm thịnh hành phát triển từ năm 1994,
đội ngũ các người trẻ tuổi thành lập, lập nghiệp, dấn thân và mở mang doanh nghiệp tại thành phố, đồng hành cùng cái sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, của khu vực. Trong những con người đã lập nghiệp và phát triển đó, thì chúng tôi có thể nói biết ơn và tự hào cùng phát triển với một địa danh là Thành phố Hồ Chí Minh, nơi địa linh nhân kiệt, đất lành chim đậu. Những anh chị doanh nhân đã từng gắng sức và tạo dựng những thương hiệu đầy tự hào của đội ngũ doanh nhân thành phố. Có thể nói, những thương hiệu và những con người thông qua những doanh nghiệp như là Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, PNG, Công ty Thực phẩm Kinh Đô, Liên hiệp Hợp tác xã Cốp Mắc, Đồng Tâm Group, Bút Bi Thiên Long, Giấy Sài Gòn và còn rất nhiều thương hiệu doanh nghiệp và doanh nhân khác. Từ những bước chân ngày đầu ấy, các thế hệ doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào và tiếp bước để liên kết đội ngũ sức mạnh doanh nhân trong thời kỳ mới. Cũng như trong diễn đàn Việt Nam CEO Forum lần đầu tiên, chúng tôi đặt cái tên gọi đó là thế hệ doanh nhân 3.0. Một thế hệ doanh nhân trưởng thành trong thời bình và có những cái điều kiện phát triển kinh tế cùng thời kỳ mở mang kinh tế của đất nước. Và thế hệ này luôn được bồi đắp, bổ sung bởi những con người doanh nhân của thời đại mới. Cũng trong chương trình hôm nay, trong ít phút nữa thôi, chúng ta cũng sẽ chào đón và chào mừng 20 gương mặt doanh nhân trẻ, trong đó có 10 anh chị doanh nhân trẻ xuất sắc, 10 anh chị doanh nhân trẻ tiêu biểu các lĩnh vực. Và các anh chị cũng đã được ghi nhận công lao thành tích của mình trong những năm qua để thể hiện bước vào cái mái nhà chung của Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đóng góp cho chung cho thành phố. Ở một góc độ khác, chúng tôi cũng tự hào và gắn kết với nhau bởi một cái giá trị về trách nhiệm xã hội. Nhiều chương trình từ thiện hướng đến người nghèo, đến các trẻ em hiếu học cần giúp đỡ đến trường. Quỹ Tấm Lòng Vàng của Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh là một mô hình hoạt động hiệu quả, triển khai nhiều năm qua những chương trình đầy ý nghĩa như chương trình Tấm Lòng Nhân Ái vào ngày Tết hàng năm, chương trình Áo Ấm Mùa Đông hay chương trình Hướng Về Biển Đảo Quê Hương. Tại các chương trình này, chúng tôi đã đóng góp nhiều tỷ đồng từ các quỹ phúc lợi của các doanh nghiệp và lòng hảo tâm của các doanh nhân, cũng như hàng ngàn chiếc xe đạp hàng năm đã được trao đến các trẻ em ở các huyện, vùng sâu, vùng xa, Cần Giờ, Củ Chi, cũng như các tỉnh thành bạn trên cả nước. Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện nay, trước những nhiều đổi thay còn biến động của nền kinh tế toàn cầu, qua những bước đầu phục hồi của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2014-2016, và trước những cái thềm ký kết các hiệp định kinh tế song phương, đa phương đã và đang ký kết, thì đội ngũ doanh nhân trẻ lại cần hơn bao giờ hết sự đoàn kết, vững bước niềm tin và nội lực để dấn thân trong thời kỳ mới. Chúng tôi nhận thức về trách nhiệm nặng nề, về vai trò đầu tàu của doanh nhân đối với người lao động tại doanh nghiệp của mình, đối với cổ đông, đối với khách hàng, thông qua các hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp mình. Chúng tôi cũng ý thức được bổn phận xây dựng các tổ chức kinh tế vững mạnh để cùng nhà nước một xây dựng một quốc gia giàu mạnh với những thương hiệu tự hào Việt Nam vươn ra tầm thế giới. Để đạt được điều đó, nhân ngày doanh nhân, chúng tôi mong cộng đồng xã hội có cái nhìn cảm thông, chia sẻ, ủng hộ về những nỗ lực dấn thân của người doanh nhân, chân chính thông qua những hoạt động vì một khát vọng xây dựng Việt Nam giàu đẹp, một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, văn minh, tầm cỡ trong khu vực. Chúng tôi cũng mong chính quyền và chính phủ đồng hành với các doanh nghiệp tạo nên một sân chơi bình đẳng, cùng thắng, cùng xây dựng một nội lực kép nâng tầm, doanh nghiệp mạnh, chính quyền mạnh để tạo lợi thế cạnh tranh trên con đường phát triển kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đây chính là sự liên kết quan trọng nhất trong mắt xích, liên kết sức mạnh Việt, là chủ đề mà chúng tôi đã hội thảo tại diễn đàn Việt Nam CEO Forum cách đây một tuần với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nhân. Thưa quý vị, Nghị quyết 35 của Chính phủ được xây dựng với mục tiêu 100.000 doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời cột mốc năm 2020, và Thành phố Hồ Chí Minh cũng hưởng ứng với tầm nhìn 500.000 doanh nghiệp vào thời điểm đó. Cộng đồng doanh nhân chúng tôi cũng quan tâm và hưởng ứng triển khai nhiều chương trình, trong đó những cái chương trình như là xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thế giới trẻ và phong trào sáng tạo đổi mới phát triển kinh doanh ngay tại các doanh nghiệp hiện hữu, doanh nghiệp đã có thương hiệu, đã có thị trường sẽ tiếp tục đổi mới và nâng tầm phát triển những lĩnh vực mới. Công việc và những lộ trình phải nói là không dễ dàng. Cần có sự quyết tâm cao, cần có sự đồng hành của toàn xã hội, cần một tinh thần doanh nhân kiên định, một khát vọng lan tỏa, một tầm nhìn chung cần được chia sẻ, cần nhiều sự đồng hành của toàn xã hội. Những yếu tố đó, đội ngũ doanh nhân chúng tôi nếu có được sẽ luôn luôn tự tin, xin hứa và cam kết vượt qua những thử thách, vượt qua những khó khăn, đạt được những sứ mạng mà quốc gia kỳ vọng và giao phó. Lời cuối bài phát biểu xin gửi lời chúc thành công và những tình cảm chân thành, thân ái nhất đến các anh chị doanh nhân nhân ngày
Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công, lời chúc hạnh phúc đến quý lãnh đạo, quý vị khách quý và khán giả xem đài. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Đương Phong, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố. Kính thưa quý vị, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh do Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố phối hợp tổ chức, trong những năm vừa qua đã vinh danh 76 doanh nhân trẻ xuất sắc và 15 doanh nhân trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Cuộc hành trình 8 lần tổ chức đã trải qua những cung bậc như thế nào? Chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt về màn hình và theo dõi trong một đoạn phim ngắn sau đây. Giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng uy tín trong cộng đồng doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh. Ra đời vào năm 2000 do Ban Thường vụ Thành đoàn khởi xướng và chủ trì, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức thực hiện. Sau gần 16 năm song hành với 8 lần tổ chức, giải thưởng đã vinh danh 76 doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh và 15 doanh nhân trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Năm 2016, giải thưởng sẽ tôn vinh 10 doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh và 10 doanh nhân trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh được trao cho các doanh nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chấp hành tốt các quy định về quản lý của nhà nước, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bền vững, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại doanh nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Lĩnh vực trao giải: thương mại, dịch vụ, sản xuất. Đối tượng trao giải: doanh nhân Việt Nam không quá 45 tuổi, đang đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam, có trụ sở chính, văn phòng đại diện đang hoạt động tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Những doanh nhân đã đạt danh hiệu các năm trước vẫn được tiếp tục đăng ký tham gia giải năm 2016. Giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh lần 9 năm 2016 không những tôn vinh mà còn khẳng định những thành quả đạt được từ những cố gắng, phấn đấu không mệt mỏi của các doanh nhân trẻ. Đó là động lực thúc đẩy cho các doanh nhân có tâm, có tầm và có tài mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong 4 ngành công nghiệp mũi nhọn của thành phố, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Kính thưa quý vị, được phát động rộng rãi từ đầu tháng 7, giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể đã nhận được sự hưởng ứng từ nhiều doanh nhân trẻ trong toàn thành phố. Quá trình xét chọn giải thưởng đã diễn ra sau đó với sự công khai, minh bạch của hội đồng. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời anh Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố báo cáo tổng kết quá trình bình chọn của giải thưởng lần thứ 9 năm 2016. Trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các anh chị doanh nhân thân mến. Giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng uy tín trong cộng đồng doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh do Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức. Sứ mệnh của giải thưởng này là giới thiệu và biểu dương những doanh nhân trẻ xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Điểm đặc biệt của giải thưởng là doanh nhân trẻ được tuyên dương, ngoài tài năng trong kinh doanh, họ còn là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp biết quan tâm đến trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với người lao động, bảo vệ môi trường và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, đến năm 2016, giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào tuổi 16. Đây là một khoảng thời gian không ngắn với một giải thưởng dành cho doanh nhân trẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. 16 năm qua, những doanh nhân trẻ được tôn vinh đã tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, gắn thành công của cá nhân, của doanh nghiệp với những hoạt động chung của tổ chức đoàn, tổ chức hội và với sự phát triển của thành phố, của đất nước. Chính các anh chị thông qua những hoạt động của mình đã tạo ra một sức mạnh, một niềm tự hào cho lực lượng doanh nhân trẻ thành phố
và tạo thêm uy tín cho giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc. Tiếp nối kết quả đó, năm 2016, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức bình chọn và tuyên dương doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh lần 9 năm 2016. Có thể nói, giải thưởng năm nay được phát động trong một bối cảnh và khí thế mới của cộng đồng doanh nhân thành phố. Với định hướng xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, năng động, hội nhập, cạnh tranh hơn và hơn thế nữa, với định hướng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ, giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh mang đến niềm tin vào một thế hệ doanh nhân trẻ đầy bản lĩnh, đủ khát khao để chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Với ý nghĩa đó, sau khi phát động vào tháng 7 năm 2016, giải thưởng đã nhận được sự quan tâm và đăng ký tham dự của đông đảo các doanh nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Với 68 hồ sơ tham gia, qua sơ tuyển, hội đồng đã chọn ra 21 hồ sơ tiêu biểu để tiếp tục vào vòng thẩm định. Ban tổ chức giải thưởng đã thành lập 3 đoàn thẩm định đến trực tiếp các doanh nghiệp để khảo sát thực tế, đánh giá và lập báo cáo riêng cho từng cá nhân. Tham gia trong các đoàn thẩm định có đại diện các cơ quan kiểm toán độc lập để hỗ trợ công tác đánh giá doanh nghiệp, đảm bảo độ tin cậy, tính công bằng của giải thưởng. Quy trình bình chọn và xét duyệt giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh lần 9 năm 2016 không chỉ diễn ra một cách khoa học, công tâm, minh bạch và nghiêm túc mà còn thể hiện cả sự chặt chẽ, kỳ vọng lớn cho doanh nhân trẻ. Quá trình thẩm định và họp chung tuyển có sự tham dự của các sở, ban ngành của thành phố như Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công thương, Sở Lao động Thương binh Xã hội và đại diện cơ quan báo chí là Báo Tuổi Trẻ và Báo Thanh niên. Căn cứ vào thành tích cụ thể của doanh nhân và doanh nghiệp đạt được trong các năm 2014, 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, trên cơ sở thẩm định, hội đồng đã thống nhất cao để chọn ra 10 gương doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh và 10 gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực như nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thực hiện tốt các chính sách cho người lao động, áp dụng và phát triển khoa học công nghệ, đột phá về giải pháp kinh doanh, đầu tư cho hoạt động đoàn thể và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sáng tạo trong kinh doanh, đầu tư đổi mới mô hình kinh doanh, điều hành và phát triển các dự án hạ tầng đô thị trọng điểm, phát triển hệ thống dịch vụ kinh doanh trong nước và quốc tế, và cá nhân khởi nghiệp tiêu biểu. Những doanh nhân trẻ được tuyên dương năm nay đang điều hành doanh nghiệp thuộc rất nhiều nhóm ngành khác nhau, trong đó điểm quan trọng là có các lĩnh vực, ngành nghề mũi nhọn, ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố như ngành chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất, cao su, cơ khí và điện tử, công nghệ thông tin. Bằng tâm huyết và tài năng, các doanh nhân trẻ đã cùng tập thể của mình chinh phục những cột mốc quan trọng, đưa doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao trong những giai đoạn quan trọng. Vì vậy, so với tuổi đời của doanh nhân và doanh nghiệp thì những con số về doanh thu, nộp ngân sách, số người lao động được giải quyết việc làm cũng như những con số đóng góp cho hoạt động xã hội thực sự đầy khích lệ và đáng được tuyên dương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, những con số luôn nói lên nhiều điều, nhưng với giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng doanh nhân trẻ đăng ký tham gia không nói lên trọn vẹn về sức hút của giải. Sự khắt khe, kỳ công và toàn diện trong thẩm định, đánh giá là điều mang lại giá trị cho giải thưởng này trong suốt 16 năm qua. Do đó, ban tổ chức giải gọi những con số hồ sơ chính là con số của lòng dũng cảm, của khát khao hướng đến sự hoàn thiện, phát triển không ngừng. Đây là điều đáng trân trọng hơn đối với cộng đồng doanh nhân trong thời gian tới. Với tinh thần tự hào doanh nhân trẻ, giải thưởng không chỉ là sự tôn vinh trong một vài phút giây, mà còn là niềm tin, sự kỳ vọng và cả trách nhiệm của những chặng đường sắp tới đang đặt lên đôi vai của doanh nhân trẻ. Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Doanh nhân trẻ thành phố mong rằng giải thưởng được trao trong vài phút tới đây sẽ là động lực để thúc đẩy các thế hệ doanh nhân trẻ có tâm và có tài, phát huy sức sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong 4 ngành công nghiệp mũi nhọn của thành phố. Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Trong buổi tối hôm nay, gắn với chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức lễ trao giải Doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh lần 9 năm 2016.
thay mặt cho Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, trân trọng cảm ơn lãnh đạo các sở ban ngành, các đơn vị đã quan tâm tham gia và hỗ trợ cho ban tổ chức giải thưởng từ những ngày đầu triển khai. Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban tổ chức giải thưởng xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc cho cộng đồng doanh nhân trẻ luôn tự hào, vững niềm tin và thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh với sự phát triển bền vững. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn anh Phạm Hồng Sơn. Trên tất cả nhọc nhằn dù thất bại hay thành công, mang lính doanh nhân can đảm sáng tạo kiên cường, trên mọi nẻo đường chống gai không chùn bước, mang lính doanh nhân đã làm nên trang sử, thắp sáng cuộc đời, thắp sáng niềm tin. Mỗi doanh nhân là một đóa hoa tươi trong vườn hoa muôn màu đất Việt. Nào cùng nhau tiến bước, không hổ danh con cháu dòng tiền, nhưng trí tuệ dâng lên phía trước bản lĩnh quanh mình, bản lĩnh doanh nhân. Doanh nhân không nản lòng chung bước. Doanh nhân là chiến sĩ của ngày nay, chiến sĩ kinh doanh, chiến sĩ thời bình, người chiến sĩ luôn mang trong mình cái nhìn chuẩn mực về tâm lý. Dám nghĩ, dám làm và chấp nhận những thứ thái. Doanh nhân không khoanh tay, buồn than thất vọng, vươn trên tất cả nhọc nhằn dù thất bại hay thành công. Mang lính doanh nhân can đảm sáng tạo kiên cường, trên mọi nẻo đường chống gai không chùn bước, mang lính doanh nhân đã làm nên trang sử, thắp sáng cuộc đời, thắp sáng niềm tin. Mỗi doanh nhân là một đóa hoa tươi trong vườn hoa muôn màu đất Việt. Nào cùng nhau tiến bước, không hổ danh con cháu dòng tiền, nhưng trí tuệ dâng lên phía trước bản lĩnh quanh mình, bản lĩnh doanh nhân. Bản lĩnh doanh nhân can đảm sáng tạo kiên cường, trên mọi nẻo đường chống gai không chùn bước, bản lĩnh doanh nhân đã làm nên trang sử, thắp sáng cuộc đời, thắp sáng niềm tin. Doanh nhân là một đóa hoa tươi trong vườn hoa muôn màu đất Việt. Nào cùng nhau tiến bước, không hổ danh con cháu dòng tiền, nhưng trí tuệ dâng lên phía trước bản lĩnh quanh mình, bản lĩnh doanh nhân. Thank you.
đầu thành lập đến nay, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo. Sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tuyên dương các doanh nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2016. Trân trọng kính mời. Thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các doanh nghiệp, doanh nhân của thành phố. Trước tiên, thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự lễ trao giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2016. Đây là giải thưởng cao quý trong cộng đồng doanh nhân thành phố, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh, biểu dương rộng rãi các tấm gương doanh nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Đồng thời, đây là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 12 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2016, 60 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2016, và năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Doanh nhân Việt Nam, ngày 10 tháng 11 năm 2016. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi hoan nghênh và đánh giá cao Ban Thường vụ Thành đoàn chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố đã khởi xướng chương trình đầy ý nghĩa và thiết thực trong suốt 16 năm qua. Trân trọng cảm ơn các doanh nhân đã luôn đồng hành cùng thành phố. Chính các bạn đã góp phần xây dựng hình ảnh một thành phố phồn vinh, thịnh vượng, năng động, phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Thưa quý vị đại biểu, các doanh nhân thành phố, với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, năm 2016 có thể xem là năm khởi nghiệp, kiến tạo nên những nền tảng để hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh có năng lực cạnh tranh cao. Đảm bảo đến năm 2020, thành phố có ít nhất 500.000 doanh nghiệp hoạt động. Khu vực tư nhân đóng góp khoảng 65% GRDP và khoảng 64% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội thành phố. Mục tiêu này là một tâm điểm, một nhiệm vụ lớn đối với thành phố, bởi trọng tâm không chỉ là số lượng doanh nghiệp hoạt động, mà quan trọng hơn là tạo nên một cơ chế chính sách, một nền tảng để thành phố có nhiều doanh nghiệp lớn vươn tầm quốc tế. Bên cạnh đó, định hướng xây dựng một thành phố khởi nghiệp cũng đòi hỏi cần có sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân. Các mục tiêu, định hướng trên sẽ không đạt được nếu thiếu đi sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, mà trong đó doanh nhân trẻ đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhìn lại chặng đường phát triển của thành phố, mỗi bước đi lên phát triển đều có sự chung tay góp sức của các bạn, một thế hệ doanh nhân trẻ, những người trẻ đã xung phong đi đầu trong phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế. Thành phố đánh giá cao những đóng góp của các bạn, không những tiêu biểu trong lĩnh vực kinh tế, mà các bạn doanh nhân trẻ còn là những nhân tố tích cực đi đầu trong chuyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy và hỗ trợ giới trẻ khởi nghiệp, góp phần xây dựng thành phố khởi nghiệp, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề chung của xã hội và của thành phố. Tôi cũng vui mừng được biết trong các doanh nhân trẻ được tuyên dương hôm nay, nhiều doanh nhân đang điều hành doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp trọng yếu, các lĩnh vực được ưu tiên mà thành phố đã xác định. Tôi thân ái và nhiệt liệt chúc mừng 20 gương mặt doanh nhân trẻ xuất sắc, doanh nhân trẻ tiêu biểu được tuyên dương hôm nay. Mong rằng giải thưởng các bạn nhận được hôm nay sẽ là động lực
để các bạn không ngừng nỗ lực, năng động và sáng tạo. Không chỉ nắm bắt lấy cơ hội mà còn tạo ra cơ hội để phát triển mạnh mẽ, bền vững doanh nghiệp của mình, đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của thành phố và đất nước, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, đồng thời tiếp tục dẫn dắt, hỗ trợ cho những thế hệ doanh nhân trẻ tiếp theo các bạn khởi nghiệp. Thưa quý vị đại biểu, các doanh nhân thành phố, Việt Nam đang đứng trước những biến chuyển và vươn mình để hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn. Năm 2016 và những năm sắp tới là giai đoạn quan trọng của đất nước và thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đang mong muốn tạo ra nhiều đột phá để nâng tầm một đô thị hiện đại thông minh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang từng ngày phấn đấu để tạo ra những dấu ấn đặc biệt về kinh tế năm 2016. Tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta đang ngồi đây cũng đều trăn trở cho tương lai phát triển. Thế nhưng, đóng góp vào những giải đáp cho bài toán tương lai của đất nước, của thành phố Hồ Chí Minh phụ thuộc rất lớn vào một thế hệ trẻ tiếp nối, trong đó có doanh nhân trẻ. Thành phố mong muốn và đặt niềm tin vào những doanh nhân trẻ trong khán phòng này và doanh nhân trẻ thành phố. Hãy tận dụng những tri thức, những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh nghiệm quý báu, nguồn lực để cùng thành phố đề ra những giải pháp hữu ích và cùng hành động. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi gửi gắm tất cả tình cảm và đặt trọn niềm tin đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là những doanh nhân trẻ, những nhân tố rất quan trọng để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò là đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn hơn đối với khu vực và cả nước, từng bước trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á, góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trên tinh thần đó, tôi thiết tha mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy và đồng hành cùng thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thành phố sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của doanh nghiệp, doanh nhân với tinh thần cầu thị. Lãnh đạo thành phố cam kết hành động và hành động để kiến tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách để doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, bền vững và cạnh tranh lành mạnh để nhằm phát huy mọi nguồn lực cho đầu tư kinh doanh. Tôi cũng đề nghị tổ chức đoàn, hội thành phố phát huy hơn nữa vai trò người bạn đồng hành của các thế hệ doanh nhân trẻ, xây dựng, nuôi dưỡng, truyền lửa khởi nghiệp cho thế hệ doanh nhân trẻ và các bạn sinh viên có khát vọng khởi nghiệp kinh doanh, tạo môi trường để các doanh nhân trẻ nối kết với nhau, khai thác và tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối giao thương với doanh nghiệp trẻ khu vực và trên thế giới. Đoàn hội phải là nơi ươm tạo, tiếp sức, chắp cánh cho những ước mơ, thúc đẩy khát vọng hoài bão to lớn của tuổi trẻ, doanh nhân trẻ hiệu quả hơn, tích cực hơn, bền vững hơn. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh thành công và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thành Phong. Kính thưa quý vị, từ các tiêu chí khắt khe và quá trình xét chọn chặt chẽ, đã có 20 doanh nhân trẻ ở nhiều ngành nghề, trong đó có nhiều doanh nhân điều hành doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp trọng yếu, ngành ưu tiên của thành phố được đề cử trao giải. Được đứng trong danh sách 20 ứng cử viên, các anh chị cũng là những doanh nhân tiêu biểu của thành phố với các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội nổi bật. Chúng tôi xin được trân trọng ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng và xã hội của tất cả các anh chị. Và sau đây xin được giới thiệu và mời lên sân khấu các doanh nhân trẻ tiêu biểu. Xin trân trọng tuyên dương anh Võ Quân Duy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Đông, tiêu biểu trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Xin được trân trọng tuyên dương anh Lê Đông Hồ, thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi, tiêu biểu trong thực hiện tốt chính sách cho người lao động. Xin trân trọng tuyên dương anh Nguyễn Viết Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị,
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Vina, tiêu biểu trong áp dụng và phát triển khoa học công nghệ. Xin được trân trọng tuyên dương chị Trần Thị Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn, tiêu biểu trong đột phá về giải pháp kinh doanh. Xin trân trọng tuyên dương chị Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Nguyên Thanh Hương, tiêu biểu trong đầu tư cho hoạt động đoàn thể và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Xin được trân trọng tuyên dương chị Võ Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Mỹ Á, tiêu biểu trong sáng tạo kinh doanh. Xin trân trọng tuyên dương anh Nguyễn Thanh Thuyên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Chăn nuôi Nông nghiệp Việt Úc, tiêu biểu trong đầu tư đổi mới mô hình kinh doanh. Xin được trân trọng tuyên dương anh Phạm Xuân Trung, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, tiêu biểu trong điều hành và phát triển các dự án hạ tầng đô thị trọng điểm. Xin trân trọng tuyên dương chị Vũ Thị Tú Uyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đối tác Chân Thật, tiêu biểu trong phát triển hệ thống dịch vụ kinh doanh trong nội địa và quốc tế. Xin được trân trọng tuyên dương anh Trần Nguyễn Lê Văn, Giám đốc Công ty Cổ phần Vé Xe Rẻ.com là cá nhân khởi nghiệp tiêu biểu. Sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Trương Thị Ánh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ lên sân khấu để trao bằng khen thành đoàn, biểu trưng và hoa tuyên dương các doanh nhân trẻ tiêu biểu. Xin được trân trọng kính mời. Tay thật nồng nhiệt để tuyên dương các doanh nhân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Lệ, đồng chí Tân Thị Thư, đồng chí Trương Thị Ánh. Xin được chúc mừng các doanh nhân trẻ tiêu biểu. Từ 20 doanh nhân được đề cử, hội đồng đã có cuộc bình chọn nghiêm túc để trao giải thưởng cho 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất. Và sau đây là 10 gương mặt đã giành giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2016. Những người với tài năng và tâm huyết của mình
đã tạo nên những kết quả nổi bật trong sản xuất kinh doanh, góp phần hiệu quả vào công cuộc xây dựng phát triển thành phố và đất nước. Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn là tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có tốc độ tăng trưởng bình quân 2 con số một năm. Sứ mệnh của tổng công ty chúng tôi là một trong những doanh nghiệp chủ lực cho ngành phát triển công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh đối với tôi vừa là niềm vui, vừa là niềm vinh dự cũng như là động lực để tôi có thể hoàn thiện bản thân mình hơn nữa trong cuộc sống cũng như trong công việc. Tôi là Nguyễn Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn. Xin được trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ xuất sắc Nguyễn Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Xin được chúc mừng anh Phan Ngọc Hùng, thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn. Là một doanh nghiệp có bề dày lịch sử hơn 40 năm, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn đã xây dựng được một giá trị doanh nghiệp. Tất cả những cán bộ công nhân viên đều xem doanh nghiệp như là một gia đình thứ hai của mình. Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là tuân thủ, trung thực và chuyên nghiệp. Giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc của thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 đó là sự ghi nhận, sự đóng góp của toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty, cũng là động lực để cho tôi tiếp tục hoàn thiện giá trị của bản thân, phát triển doanh nghiệp và đóng góp một phần vào hoạt động chung của xã hội. Tôi Phan Ngọc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn SMC. Xin trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ xuất sắc Phan Ngọc Hùng. Tay cho doanh nhân trẻ xuất sắc Phan Ngọc Hùng. Tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng anh Võ Đại Khôi, nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Hậu. Tháng 7 năm 2008, Công ty Trung Hậu ra đời trong một gian phòng 25m² với 2 thành viên và số vốn ban đầu là 60 triệu đồng. Năm 2014, Trung Hậu Group ra đời với sự liên kết của 6 thành viên lấy xây dựng làm nền tảng, bắt đầu tấn công ra thị trường xây dựng nước ngoài. Với hơn 90% khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài, Trung Hậu không đơn thuần là nhà thầu xây dựng mà là nhà tư vấn, thiết kế, đồng hành và đưa ra giải pháp. Trung Hậu có nghĩa là trung thực, đoàn kết và nhân hậu. Tôi là Võ Đại Khôi, Founder and CEO Trung Hậu Group. Xin được trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc Võ Đại Khôi. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng doanh nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc Võ Đại Khôi. Tiếp theo xin được chúc mừng anh Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gỗ An Cường. Điểm đặc biệt của An Cường là chúng tôi có một đội ngũ cán bộ quản lý trẻ năng động, sáng tạo, đào tạo chuyên nghiệp tại nước ngoài. An Cường là một công ty lớn nhất trong ngành gỗ công nghiệp Việt Nam, và một cái rất là may mắn vào tháng 6 vừa qua thì công ty chúng tôi đã được một quỹ đầu tư nước ngoài là Vina Capital đầu tư vào công ty 30 triệu đô. Đây là điều rất là vui và đưa công ty chúng tôi lên một tầm cao mới. Trong tương lai thì chúng tôi tiếp tục phát triển doanh nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh để tạo thêm công ăn việc làm cho xã hội, và đặc biệt là ở An Cường chúng tôi luôn cam kết vấn đề về môi trường và xã hội. Tôi là Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gỗ An Cường. Xin trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ xuất sắc Lê Đức Nghĩa. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho doanh nhân trẻ xuất sắc Lê Đức Nghĩa. Và tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng anh Phạm Phú Quý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông. Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông là công ty sản xuất nước sạch với công suất nhà máy 200.000 mét khối một ngày đêm, phục vụ cho hơn 1 triệu dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến đến năm 2020, công ty sẽ nâng công suất từ 200 đến 450.000 mét khối một ngày đêm, phục vụ từ 2 triệu đến 2,5 triệu dân.
Nước là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Vì vậy, tôi muốn gửi thông điệp tới mọi người là cùng chung tay bảo vệ nguồn nước và sử dụng một cách hiệu quả. Tôi rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng này. Đây sẽ là động lực để tôi phấn đấu bù cho cộng đồng. Tôi là Phạm Phú Quý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông. Xin được trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc Phạm Phú Quý. Và xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng doanh nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc Phạm Phú Quý. Ngay sau đây chúng tôi xin được chúc mừng anh Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành. Công ty Chế biến gỗ Đức Thành của chúng tôi đã trải qua 25 năm thành lập và các dòng sản phẩm của chúng tôi là những đồ dùng nhà bếp trong gia đình cho bà mẹ và đồ chơi bằng gỗ cho trẻ em. Chính vì những sản phẩm này mà chúng tôi có phương châm là đem những gì tốt nhất đến cho khách hàng. Chúng tôi luôn duy trì tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận trong 25 năm qua. Tôi tham gia cái giải thưởng này với mong muốn là được học hỏi và chia sẻ với các doanh nhân trẻ khác về kinh nghiệm kinh doanh trong thời điểm kinh doanh khó khăn như hiện nay. Tôi, Lê Hồng Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Chế biến gỗ Đức Thành. Xin trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ xuất sắc Lê Hồng Thắng. Xin mời trẻ phát tay một lần nữa cho doanh nhân trẻ xuất sắc Lê Hồng Thắng. Tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng anh Nguyễn Ngọc Thịnh, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại Tiến Thịnh. Dây điện từ Tiến. Chúng tôi nỗ lực không ngừng phấn đấu xây dựng nền công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp điện điện tử tại Việt Nam. Tôi, Nguyễn Ngọc Thịnh, Giám đốc điều hành của Công ty dây điện từ Tiến Thịnh. Xin được trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ xuất sắc Nguyễn Ngọc Thịnh. Xin mời quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng doanh nhân trẻ xuất sắc Nguyễn Ngọc Thịnh. Tiếp theo chúng tôi sẽ được chúc mừng anh Hứa Cao Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Gia đình Anco. Sau 5 năm nỗ lực, Anco Family Food đã đạt doanh thu sắp xỉ 500 tỷ vào năm 2015 với hơn 1.000 nhân sự và hệ thống phân phối trải dài 63 tỉnh thành. Có nhận thức đúng sẽ có suy nghĩ đúng, từ đó sẽ có hành động đúng và bạn sẽ có hy vọng có kết quả tốt. Giải thưởng ngày hôm nay nung nấu thêm cho tôi ngọn lửa quyết tâm đưa doanh nghiệp đạt cột mốc 1.000 tỷ trong tương lai gần sắp tới. Tôi là Hứa Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Gia đình Anco. Xin trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ xuất sắc Hứa Cao Trí. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kết nối Nhân tài. Tôi và công ty Talanet rất là tự hào đem cái giải thưởng Việt Nam HR Awards về Việt Nam, tạo động lực cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển về nguồn nhân lực nhiều hơn. Tôi rất là hạnh phúc để tham gia giải thưởng này vì mục tiêu là luôn phấn đấu và phát triển không ngừng cùng với tổ chức cũng mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Tôi mong muốn là xây dựng nội lực phát triển vững chắc để kết nối được với các doanh nghiệp trên thị trường để tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng, nâng cao cái quản trị nguồn nhân lực cho Việt Nam. Tôi là Tuyến Trinh, Tổng Giám đốc Công ty Talanet. Xin được trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ xuất sắc Tiêu Yến Trinh. Mời quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng doanh nhân trẻ xuất sắc Tiêu Yến Trinh. Tiếp theo chúng tôi xin được chúc mừng anh Trịnh Chí Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Đồng Tiến.
Dấu ấn của tôi trong 9 năm điều hành doanh nghiệp Đại Đồng Tiến là gia cố cho sự phát triển bền vững. Từ năm 2007 đến nay, tôi đã có những cải cách nổi bật như sau: thiết lập bộ phận R&D, tái cấu trúc kênh phân phối và ứng dụng Kaizen vào trong sản xuất. Với những nỗ lực đó, Đại Đồng Tiến chúng tôi đã đạt được tăng trưởng gấp đôi về mọi mặt. Đại Đồng Tiến chúng tôi luôn phục vụ với tinh thần văn hóa 6T, uy tín, trách nhiệm, tâm huyết, cầu tiến, tích cực, thẳng thắn. Giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc đã đem cho Đại Đồng Tiến một sứ mệnh đưa sản phẩm chất lượng của Việt Nam ra thế giới. Tôi là Trịnh Chí Cường, Tổng Giám đốc của Đại Đồng Tiến. Kính thưa quý vị, và trong khuôn khổ diễn ra buổi lễ trao giải ngày hôm nay thì doanh nhân trẻ xuất sắc Trịnh Chí Cường của chúng ta đang bận công tác tại nước ngoài nên không thể đến tham dự lễ trao giải được. Ban tổ chức sẽ gửi giải thưởng đến doanh nhân trẻ xuất sắc Trịnh Chí Cường cũng như là doanh nghiệp của anh. Một lần nữa chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để vinh danh doanh nhân trẻ xuất sắc Trịnh Chí Cường. Và bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta nhìn ngắm lại và dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho các doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2016. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi sẽ được thực hiện nghi thức trao giải thưởng. Thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2016. Xin được trân trọng kính mời. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng trao giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc cho anh Nguyễn Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chúc mừng doanh nhân trẻ xuất sắc Nguyễn Hoàng Anh. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng trao giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc cho anh Phan Ngọc Hùng, thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn. Chúc mừng doanh nhân trẻ xuất sắc Phan Ngọc Hùng. Tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng trao giải thưởng cho doanh nhân trẻ xuất sắc Võ Đại Khôi, nhà sáng lập Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Hậu. Trân trọng chúc mừng doanh nhân trẻ xuất sắc Võ Đại Khôi. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng trao giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc cho anh Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gỗ An Cường. Chúc mừng doanh nhân trẻ xuất sắc Lê Đức Nghĩa. Tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng trao giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc cho anh Phạm Phú Quý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông.
được trân trọng chúc mừng doanh nhân trẻ xuất sắc Phạm Phú Quý. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng trao giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc cho anh Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành. Chúc mừng doanh nhân trẻ xuất sắc Lê Hồng Thắng. Tiếp theo, chúng tôi sẽ được trân trọng trao giải thưởng cho doanh nhân trẻ xuất sắc Nguyễn Ngọc Thịnh, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại Tiến Thịnh. Chúc mừng doanh nhân trẻ xuất sắc Nguyễn Ngọc Thịnh. Tiếp theo xin trân trọng trao giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc cho anh Hứa Cao Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Gia đình Anh Cô. Chúng tôi xin chúc mừng doanh nhân trẻ xuất sắc Hứa Cao Trí. Tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng trao giải thưởng cho doanh nhân trẻ xuất sắc Tiêu Yến Trinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kết nối Nhân tài. Chúc mừng nữ doanh nhân trẻ xuất sắc Tiêu Yến Trinh. Và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để vinh danh các doanh nhân trẻ xuất sắc lần 9 năm 2016 của Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Phong và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường. Xin được chúc mừng các doanh nhân xuất sắc. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với nghi thức trao giải thưởng cho các doanh nhân trẻ xuất sắc của Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2016. Những người đã có những đóng góp cho cộng đồng xã hội bằng kết quả sản xuất kinh doanh cũng như là các hoạt động vì cộng đồng rất xuất sắc. Và chúng tôi hy vọng rằng giải thưởng này sẽ như một động lực tiếp thêm sức mạnh cho các doanh nhân trẻ xuất sắc của chúng ta. Những người đã đứng trên sân khấu trên bục vinh quang nhận giải thưởng ngày hôm nay sẽ tiếp tục đóng góp thêm nhiều những thành quả tốt đẹp nữa cho cộng đồng, cho xã hội. Trùng rừng xa chất nên thành hương mật ngọt, vượt qua ngàn xóa tóc mưa xa. Doanh nhân sự nghiệp Việt Nam mang dòng máu trong tư cương, nên chi bền rèn tay cao, ta cùng hát bài ca làm giàu. Làm giàu cho cuộc đời, làm giàu cho đất nước. Những doanh nhân sự nghiệp Việt Nam hãy vươn lên trong thời đại mới. Ngọt vượt qua ngàn gió táp mưa xa. Doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam mang dòng máu cho ông tư cương, nên chi bền rèn tài cao, ta cùng hát bài ca làm giàu.
ơn ông biết đêm nhì hoa xưa mênh mông đêm trùng rừng xa chất nên thành hương mật ngọt vượt qua ngàn suối thác mưa xa. Doanh nhân sự nghiệp Việt Nam mang dòng máu cho ông tư cương nên chi bền rèn tay cao ta cùng hát bài ca làm giàu. Cho đất nước để Việt Nam xanh vai cùng cường quốc năm châu để Việt Nam.